Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một công trình đặc biệt tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Công trình do chủ đầu tư doanh nghiệp tư nhân Hùng Đệ với diện tích sử dụng là 4.000 m². Công trình sử dụng đồng bộ các sản phẩm và các giải pháp của Secobank Việt Nam, bao gồm trần vĩnh tường siêu bảo vệ, vít vĩnh tường, băng keo lưới, khung xương epoxy. Xin mời các bạn chúng ta cùng khám phá công trình. Công trình với diện tích 4.000 m² hiện tại đang sử dụng đồng bộ tất cả các sản phẩm của vĩnh tường, bao gồm tấm vĩnh tường siêu bảo vệ, khung xương vĩnh tường epoxy, tất cả các vật tư phụ làm cho hệ trần. Tôi biết tấm vĩnh tường siêu bảo vệ nhất từ cửa hàng Tuyết Ngọc và tôi có tìm hiểu trên mạng. Tôi lựa chọn trần vĩnh tường siêu bảo vệ vì lý do tôi so sánh với các sản phẩm khác thì tôi thấy tốt hơn và có khả năng thanh lọc không khí. Ưu điểm của tấm siêu bảo vệ khi thi công là tấm đánh hơn, chắc hơn, bắn vít dễ dàng hơn. Nổi trội nhất là nó uốn cong dễ dàng hơn, tạo hình tốt hơn. Đấy, thì tôi đang làm cho các bạn xem đây. Đấy. Khi tôi tư vấn về các tính năng, đặc biệt là tính năng siêu thanh lọc không khí của tấm siêu bảo vệ thì chủ nhà cũng thật sự rất hài lòng về sản phẩm và họ sẵn sàng sử dụng sản phẩm tấm siêu bảo vệ. Khi tư vấn thành công cho chủ đầu tư 4.000 m tấm siêu bảo vệ thì em cảm thấy rất vui vì đã đưa được sản phẩm thật sự là tốt đến tay người tiêu dùng và chủ đầu tư ạ.